Sau Hanbin, Tempest, nhiều bạn trẻ Việt đã dũng cảm thử sức qua các cuộc thi sống còn hay gia nhập công ty giải trí Hàn Quốc để theo đuổi giấc mơ thần tượng. Trong đó, Kiên được kỳ vọng sẽ là nhân tố tiếp theo thành công ở thị trường giải trí cạnh tranh nhất thế giới. Bị chê hát chán, theo đó thông tin về nhóm nam mới ARRC trực thuộc Mystic Story, công ty con của SM đang quản lý nhóm nữ Billy, được cộng đồng fan K-pop vô cùng quan tâm. ARRC dự để tung đội hình chính thức gồm 7 thành viên Hyunmin, Choihan, Jiwoo, Ryoto, Kim, Doha, Jibin, trong đó có 5 thành viên người Hàn, 1 người Việt Nam và 1 người Nhật Bản. Theo như chia sẻ trước đó, Mystic Story đã lên kế hoạch dốc toàn lực chuẩn bị cho màn ra mắt của ARRC với hệ thống sản xuất nghệ sĩ có hệ thống và kế hoạch vững chắc. Mystic Story là công ty con của SM, hiện đang quản lý các nghệ sĩ như Yoon Jung-shin, Kim Yena, Kim Yong-chun, Daybreak, Son Tae-jin, Lucy và Billy. Với sự thành công của nhóm nhạc nữ Billy, càng khiến công chúng thêm mong đợi vào nhóm nhạc nam mới của công ty. Đặc biệt trong đó, thành viên người Việt khiến dân tình đứng ngồi không yên và chờ đợi. Chàng trai sinh năm 2004 đến từ Ninh Thuận, tên thật là Nguyễn Trung Kiên, lấy nghệ danh Kiên là idol sắp debut. Qua nhiều hình ảnh re-debut được đăng tải, Nguyễn Trung Kiên từng là học sinh của trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi. Khả năng sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Việt Nam, Kiên đã qua Hàn để trở thành thực tập sinh và là một mảnh ghép quan trọng của ARRC. Trong nhóm, Kiên là một trong hai thành viên ngoại quốc, danh tính idol người Việt ngay lập tức được săn đón. ARRC hiện đang tham gia chương trình thực tế riêng nhằm giới thiệu kỹ về đội hình và các thành viên trước thềm ra mắt. Trong tập phát sóng đầu tiên chương trình thực tế của ARRC, Kiên đã có màn thể hiện giọng hát khiến dân tình chú ý. Nam tân binh 2K4 hát một đoạn nhỏ hit Baby Justin Bieber. Vocal Kiên có sự trong rõ nhất định, tuy nhiên cũng lộ sự bản năng vì chưa được training lâu dài. Bên cạnh đó, phát âm tiếng Anh của anh chàng cũng chưa thực sự thuyết phục được khán giả khó tính. Điểm mạnh của Kiên chính là visual cực hút mắt. Trong ảnh profile nhóm, Kiên khoe vẻ ngoài miễn chê, khuôn mặt sắc nét, biểu cảm linh hoạt có thể hóa thân thành nhiều concept. Nhan sắc chàng trai Việt nhận được cơn mưa lời khen, nhất là trong loạt ảnh re-debut. Kiên đã có vẻ ngoài nổi trội ngay từ thời đi học, chưa tạo hình chuyên nghiệp. Sau khi test vocal tân binh, fan Việt kết luận Kiên sẽ là một idol đẹp trai, hát chán, vẫn nổi tiếng. Với lợi thế visual, Kiên nhanh chóng gây sự chú ý. Chưa kể, fan Việt vốn support idol rất nhiệt, Kiên có một lượng lớn người theo dõi dù chưa chính thức debut. Tuy nhiên, điểm yếu về kỹ năng cần cải thiện. Nhiều fan cho rằng Kiên phải luyện tập thanh nhạc nhiều hơn để đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của thị trường K-pop. Chưa debut đã bị phân biệt đối xử, là gương mặt hút fan, nhưng mới đây, nhiều người chỉ ra Kiên có dấu hiệu bị phân biệt đối xử khi là thành viên ngoại quốc duy nhất của nhóm. Trong show thực tế đang phát sóng, cư dân mạng sau loạt khoảnh khắc Kiên bị đẩy ra phía sau hoặc ngoài lề khung hình, thời lượng lên sóng ít ỏi. Bên cạnh đó, anh chàng khá kiệm lời và không mấy tương tác. Điều này khiến Kiên trở nên kém nổi bật, dễ bị mờ nhạt trong mắt các fan Hàn. Tranh cãi lập tức dấy lên trên các diễn đàn K-pop, nhiều fan Việt bất bình trước việc thành viên Việt Nam bị phân biệt đối xử. Hoạt động tại Hàn, đây là một trong những vấn đề đáng lo ngại nhất của các thần tượng ngoại quốc. Thậm chí có ý kiến còn chỉ ra Kiên bị buộc phải mờ nhạt, luôn bị xếp đứng phía ngoài đội hình. Vừa qua, ARRC ra mắt MV Dummy, khoe thế mạnh vũ đạo của nhóm. Bài hát theo thể loại rap hip hop mở đường cho màn debut chính thức vào ngày 19 tháng 8 tới. Đáng nói trong MV này, Kiên gần như tàn hình, không có thời lượng đứng trung tâm nhóm. Nam idol người Việt có loại hát ít ỏi, nhìn qua cực kỳ khó phân biệt. Người hâm mộ không khỏi xót xa trước tình hình này. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng một bộ phận fan có phần hơi nhạy cảm khi soi Kiên bị phân biệt đối xử chỉ qua vài khoảnh khắc. Hiện nhóm vẫn chưa debut, chưa có nhiều cơ hội xuất hiện trước công chúng. Bản thân Kiên là người mới, khả năng nói tiếng Hàn chưa rõ. Đó là lý do anh chàng kiệm lời và khá ít live hát. Ở thời điểm này không nên drama hóa mọi chuyện, khiến ấn tượng ban đầu về nam thần tượng người Việt trở nên tiêu cực. Có thể thấy ngày càng nhiều bạn trẻ Việt trở thành thực tập sinh, tham gia các chương trình tuyển chọn thần tượng ở Hàn Quốc. Tuy nhiên, trở thành idol K-pop không phải con đường trải đầy hoa hồng. Nhìn lại những thực tập sinh Việt đầu tiên ra mắt ở Hàn, khán giả nhận xét họ không có ngoại hình hợp gu người Hàn, có nét khác biệt để cạnh tranh ở thị trường khắc nghiệt như K-pop. Nhiều năm qua, K-pop đã mở ra cánh cửa cho những tài năng đến từ Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Về mạng phát hiện tài năng và mài ngọc, Thái Lan là cái nơi của nhiều thần tượng K-pop đình đám như Lisa, Blackpink, Nickel, 2PM, BamBam, GOT7, Mini, Shadow. Mặc dù K-pop đã cởi mở hơn, song những thần tượng ngoại quốc vẫn có đãi ngộ kém hơn, chịu định kiến từ công chúng. Họ cần vượt qua rào cản ngôn ngữ và thích nghi với văn hóa của Hàn Quốc. Ngoài ra, sự khác biệt về ngôn ngữ và văn hóa cũng là trở ngại khi các thần tượng ngoại quốc tiếp cận công chúng.